Chào mừng các bạn đã đến với duytom.com. Như các bạn đã biết, làm nghề review sản phẩm nó có nhiều cái sướng. Và một trong những cái sướng đó là thỉnh thoảng nhận được hộp quà từ một đối tác như thế này. Đây là Box of Joys. Chiếc hộp vui vẻ được gửi tới cho Duytom từ Lazada. Mình rất xin lỗi là hộp này hơi bẹp do quá trình ship, có thể nó được nhồi dưới một tấn hàng. Trước hết đây là chiếc hộp được gửi nhân sự kiện cách mạng mua sắm, mưa sale băng của Lazada. Sẽ có hai giai đoạn từ mùng 9 đến 11 tháng 11 và sau đó là từ 12 đến 14 tháng 12. Đây là sự kiện mua sắm lớn nhất năm với hàng trăm nghìn sản phẩm giảm giá, nhất là hàng điện tử, quần áo, gia dụng, trẻ em, vân vân. Và không để bạn chờ thêm nữa, sau đây Duytom sẽ đập tung tóe cái hộp này ngay bây giờ. Cái đầu tiên ở trong hộp đó là một chiếc sạc nhanh Samsung chính hãng dung lượng 10.200 mAh, là thứ có lẽ rất quan trọng trong thời đại thiết bị di động lên ngôi hiện nay. Cái thứ hai là một chiếc ổ cứng di động của Toshiba. Nhìn nó khác USB bình thường ở chỗ nó có dung lượng khủng 120GB và công nghệ SSD, tức là copy và chạy rất nhanh. Đầu tiên là chiếc sạc nhanh chính hãng Samsung, dung lượng của nó rất lớn, 10.200 mAh, đủ để bạn có thể sạc từ 2 đến 3 lần chiếc Galaxy S6. Chiếc sạc cầm rất đầm tay và khá nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, tiện đem đi du lịch. Có vẻ vỏ ngoài được làm bằng kim loại nên cầm rất chắc chắn và mát lạnh. Thiết kế của sạc rất hiện đại và đẹp, với khối vuông vức và đường viền mạ sáng bóng. Phía trên sạc ta có cổng USB để cắm sạc cho thiết bị, một cổng mini USB để sạc điện cho chính chiếc sạc này, và dãy đèn báo dung lượng. Lưu ý chiếc sạc này chỉ sạc được cho một thiết bị duy nhất. Duytom sẽ làm bài review chi tiết cho nó về sau. Ở đây chiếc ổ cứng di động Toshiba được làm hoàn toàn bằng nhựa và được thiết kế khá đẹp. Nó có dung lượng 120GB và theo thông số kỹ thuật thì nhanh gấp 10 lần USB thông thường. Phía sau có một chiếc tem chứng nhận sản phẩm chính hiệu. Và đây là sản phẩm được sản xuất tại Đài Loan. Và đây là chiếc cáp dùng để nối ổ cứng với các thiết bị khác nhau. Chiếc ổ cứng di động nhỏ gọn này cũng sẽ là một thứ rất cần thiết cho dân nhiếp ảnh nói chung, trong bối cảnh máy ảnh có số pixel ngày càng lớn, file ảnh ngày càng to. Và đó là tất cả những gì có trong Box of Joy. Duytom sẽ review chi tiết hai sản phẩm này trong các video sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.